Anh Đức. Anh Đức là thần tượng của em. Nhìn đi, thua chỗ nào? Nhìn đi, nè, nè, nhìn đi, nè, chiều cao nè, thâm gương mặt, vóc dáng dày, quần đùi chuột, thua chỗ nào? Nói hình như như là thua chỗ nào, cũng như muốn nhấn mạnh vô là thua hết, thua hết, thua hết. Khát nước mắt nhớ cay buồn nhân. Không, 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 Đức còn ổn mà. Sao hôm nay bạn đến chơi vui? Vui chứ. Vui. Mà hình như chương trình thích một cái sự so sánh mà Khập thấy rõ ràng rồi. Là đồng đều với nhau. Cho nên là số trước là cũng tham gia với Tuấn Trần. Ủa vậy hả? Rồi đúng rồi. Như vậy là thưa quý vị, rõ ràng chương trình có một cái hàm ý là anh Đức đang được xếp trong diện trai đẹp, trai đẹp, trai đẹp. Wow. Anh Đức. Mặt mập mọc một mụn mụn bọc. Mặt mập mọc mụn mập mụn. Thôi em thua rồi. Anh quán quân rồi. Nghe nè, đâu phải đẹp là tất cả. Đức rồi. Dập nó. Mọi người hãy nghe đây. Mama bọc mụn mụn bọc. Mama bọc mụn mụn bọc. Mama bọc mụn mụn bọc. Dở không? Ủa? Dở không? Anh Đức của tôi mới là số 1. Đây, hãy về với chị Đại gia đình. Dạo này gia đình có hỷ sự hả? À đâu có. Có em bé phải không? Mỡ. Mỡ. Bé nó tin mỡ mọi người à. Mang nó lâu lắm là rồi. Là bình thường hả? Đó bình thường. Ôi. Sức khỏe chuẩn. Chuẩn phải không? Số đo 3 vòng là 1. Tuyền bữa nay Tuyền nhắm là Tuyền vô đây chơi. Có chơi lợi mấy cái con người này không? Tại vì Tuyền là nhà kinh doanh thì chắc chắn tôi tin chắc là con số nó sẽ nằm trong đầu Tuyền mà tính toán rất là lẹ. Ví dụ như nói về cái mặt hàng ẩm thực đi thì mình đó là một lợi thế, nhưng mà còn đây là âm nhạc thì còn phải thử nghiệm mới biết được. Nhưng mà ngày hôm nay mục tiêu của Tuyền đến đây là để hỗ trợ cho anh Đức, hỗ trợ cho anh Đức. Hỗ trợ cho anh Đức. Hồi nãy hai chị em ngồi ở trong hậu trường đã nói với nhau rồi là gì? Là bởi vì ở đây nhiều người đẹp quá, phải có Tuyền để gỡ lại cái mức độ bớt đẹp của anh Đức. Phải có Tuyền để gỡ lại cái mức độ bớt đẹp của anh Đức. Phải có Tuyền để gỡ lại cái mức độ bớt đẹp của anh Đức.